Có thể thấy là đã sau một tuần cơn bão số 3, bão Yagi quét qua miền Bắc của chúng ta, và cho đến hiện nay thì những cái hậu quả của cơn bão để lại vẫn còn, trong khi là các cơ sở, các chính quyền của chúng ta thì vẫn đang trên quá trình là khắc phục những cái hậu quả này, thì hy vọng là thời tiết sẽ ủng hộ để chúng ta có thể nhanh chóng trong việc khắc phục và quay trở lại cuộc sống bình thường. Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với những nội dung đáng chú ý tiếp theo. Và tất nhiên thưa quý vị, bão qua đi thì bây giờ chính là công tác khắc phục và tái thiết. Tuy nhiên cơn bão số 3 đã gây thiệt hại nặng nề cho huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Bên cạnh những thiệt hại về người và tài sản của nhân dân thì các trường học cũng bị thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất. Trong những ngày này thì các trường bị thiệt hại trên địa bàn của huyện Lục Yên đang chạy đua với thời gian để nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai. Hoàn lưu bão số 3 đã khiến cho trường tiểu học và trung học cơ sở Minh Chuẩn bị ngập trong nước lũ. Hàng nghìn mét khối bùn đất vùi lấp sân trường và các phòng học. Nhiều bộ bàn ghế trong lớp học đã bị nước lũ cuốn trôi. Cùng với đó, các thiết bị đồ dùng trong lớp bị ướt, bị hư hỏng. Để khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, trong những ngày này, hàng năm người dân trong xã Minh Chuẩn cùng lực lượng cán bộ giáo viên trong huyện Lục Yên đã có mặt tại trường tiến hành dọn dẹp bùn đất với quyết tâm khắc phục nhanh nhất để cho học sinh của xã Minh Chuẩn tiếp tục năm học mới trong điều kiện an toàn. Nhà trường rất là thiệt hại, bà con nhân dân và đặc biệt là sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương, các đoàn thể cùng nhau đồng lòng để cố gắng phấn đấu khắc phục cái hậu quả lũ lụt gây ra. Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, trong những ngày này, 100 cán bộ chiến sĩ lữ đoàn pháo binh 168 quân khu 2 đã có mặt tại xã Minh Chuẩn để giúp nhân dân và các cơ quan công sở dọn dẹp bùn đất, giải phóng các tuyến đường để đưa máy móc, trang thiết bị, vật tư, lương thực, thực phẩm. Trong công tác khắc phục, đơn vị luôn chọn những điểm, khu vực khó khăn nhất để đảm nhận. Cùng với bà con, nhân dân và các lực lượng khác để tham gia trợ giúp với cái lực lượng và tinh thần là hết mình vì nhân dân, hết mình vì học sinh. Với sự hỗ trợ giúp đỡ của nhân dân, cán bộ giáo viên trên địa bàn huyện và những cán bộ chiến sĩ lữ đoàn pháo binh 168, trường tiểu học, trung học cơ sở xã Minh Chuẩn đã đưa ra được kế hoạch sẽ cho học sinh đi học trở lại sau khi hoàn thành công tác khắc phục. Cái gì mà cần khắc phục để trước để cho các con có thể vào học được thì nhà trường cũng sẽ cố gắng hết mức. Thế và còn lại thì cũng từng bước để khắc phục để hoàn thiện. Theo báo cáo của ngành giáo dục huyện Lục Yên, sau bão số 3 đã có 4 trường bị ngập, 1 trường bị ngập hoàn toàn, 10 trường bị sạt lở, 4 trường bị thấm dột, có 2 học sinh tử vong. Là huyện miền núi, điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường còn nhiều thiếu thốn. Việc hỗ trợ khắc phục và tiếp tục đầu tư trang thiết bị cho nhà trường trước mắt để tiếp tục năm học mới là điều rất cần thiết. Vâng, trong khi đó thì mới đây chuyến hàng đầu tiên của Trung tâm Điều phối khu vực ASEAN về hỗ trợ nhân đạo thiên tai với trọng lượng là 21,8 tấn đã tiếp tục được chuyển đến bà con ở vùng thiên tai tỉnh Yên Bái. Hàng hóa cứu trợ khẩn cấp của quốc tế chủ yếu là các mặt hàng như là lọc nước, đèn pin năng lượng mặt trời, bộ dụng cụ gia đình, bộ bếp, vệ sinh cá nhân, dụng cụ sửa chữa nhà cửa, tấm bạt lợp mái đa năng. Trong những ngày tới thì sự hỗ trợ của các cục hàng không, Bộ Nông nghiệp sẽ tiếp tục tiếp nhận và chuyển cứu trợ bằng hàng hóa từ nhiều quốc gia đến cho bà con bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Trong sự chia sẻ chung mà hàng triệu người dân cả nước đang hướng về đồng bào khu vực bị thiên tai bão lũ, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo cho ban ngành đoàn thể, Ủy ban nhân dân các quận huyện và thành phố Thủ Đức về việc hạn chế tổ chức, giảm quy mô, tần suất, tạm hoãn tổ chức các hoạt động lễ hội, sự kiện trên địa bàn thành phố. Theo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, trong những ngày qua do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và hoàn lưu của bão đã để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng đối với đồng bào các tỉnh phía Bắc, đã có nhiều người chết, mất tích và bị thương, hàng ngàn gia đình phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất bị cô lập. Việc hạn chế, giảm quy mô, hoãn tổ chức các chương trình lễ hội, sự kiện trên địa bàn thể hiện sự đồng cảm, chia sẻ với những đau thương, mất mát, khó khăn của đồng bào các tỉnh miền Bắc. Những ngày này, hoạt động tri ân tổ nghề sân khấu, kỷ niệm nghề sân khấu Việt Nam đã và đang diễn ra ở khắp các sân khấu biểu diễn nghệ thuật tại trên cả nước. Đây là dịp để những người làm nghệ thuật dâng hương lên tổ nghề, bày tỏ lòng biết ơn đến tiền tổ, các bậc tiền nhân đã sáng tạo nên nền nghệ thuật sân khấu độc đáo, có giá trị, làm giàu bản sắc văn hóa của dân tộc. Họ xem đây như là ngày Tết của các nghệ sĩ. Ở Việt Nam mình nó có cái hay là nghề nào nó cũng có tổ hết.
là những người đi trước, những người mà mình kính trọng, mình quý trọng về nghề nghiệp và tư cách đạo đức của người đó, thì đối trong lòng tôi, người đó chính là tổ. Tất cả nghệ sĩ ở mọi lứa tuổi tề tựu về các sân khấu, thắp lên những nén hương với lòng thành kính cùng những thành tựu đã đạt được dâng lên cho tổ nghiệp. Những ngày này với họ thực sự là những ngày Tết. Ai cũng mong muốn cái ngày này để mà được đến gặp nhau và cùng nhau cảm ơn tổ nghề, cảm ơn tổ nghiệp đã ban cho mình những cái duyên với nghề. Lên sân khấu nè, được trẻ hơn nè, hóa trang thấy đẹp hơn nè và diễn tốt hơn. Có thể vận đồ đẹp để gặp gỡ nhau, để thăm hỏi nhau những người tiền bối hiện tại cũng như là tưởng nhớ đến những tiền nhân đã khuất. Cũng nhằm dịp kỷ niệm ngày sân khấu Việt Nam, nhiều vở diễn được tái diễn phục vụ khán giả gần xa. Với mùa giỗ tổ này thì chúng tôi gọi tên là mùa kỷ niệm. Chúng tôi gửi lại một tác phẩm mà chúng tôi đã dựng, đã diễn và ngưng một khoảng thời gian. Đó là tác phẩm Nửa đời hương phấn. Đó là vở Cơn mê cuối cùng để gửi đến quý vị khán giả, cũng là để dâng lên tổ nghiệp. Các nghệ sĩ dịp này cũng hướng về đồng bào miền Bắc thân yêu đang chịu ảnh hưởng của thiên tai. Sắp tới đây sẽ có một đêm diễn gây quỹ ủng hộ cho những đồng bào của mình ở phía Bắc. Và cái đêm diễn đó toàn bộ doanh thu sẽ được gửi ra. Ở bên sân khấu nghệ thuật Trương Hùng Minh của Minh Nhí, tất cả các nghệ sĩ, tất cả các bạn diễn viên trẻ, ai có tấm lòng, có bao nhiêu thì mình bỏ vô một cái thùng, mình gửi cho Mặt trận Tổ quốc ở ngoài miền Bắc để mà kịp thời mà giống như mình chia sẻ với vậy bà con đồng bào ở mấy vùng lũ lụt. Đó chính là những nghĩa cử cao đẹp của người nghệ sĩ về sự sẻ chia, lan tỏa, cũng là những giá trị cao đẹp của những người làm nghệ thuật, làm đẹp cho đời. Tôi thấy là không chỉ là kỷ niệm ngày giỗ tổ sân khấu Việt Nam mà người ta có một cái hoạt động vô cùng có ý nghĩa sau mỗi một cái chương trình như vậy, đó là cái tinh thần quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, bị thiệt hại do bão số 3 ở khu vực miền Bắc, phải không chị? Vâng, đúng là như vậy ạ. Vì trong tinh thần chào mừng một cái ngày lễ trọng đại của nghiệp diễn xuất thì dĩ nhiên là những người nghệ sĩ cũng sẽ không quên đến những người đồng bào đang chịu những cái thiệt hại và đau đớn mất mát ở miền Bắc của chúng ta. Và đây cũng chính là một cái dịp để mọi người có thể gặp mặt và cùng nhau hiệp sức để có thể gửi ra một chút tấm lòng đến cho những người đồng bào đang gặp khó khăn, đang gặp hoạn nạn ở miền Bắc. Và hy vọng rằng với những cái tình cảm đó thì ở đồng bào miền Bắc của chúng ta sẽ sớm nhanh chóng được phục hồi. Và đây cũng là cái lúc, cái thời mà chúng ta ngẫm nhiều hơn, nghĩ nhiều hơn về những mất mát, về những đau thương mà cũng chính đồng bào của chúng ta ở một cái khu vực khác, đó là phía Bắc, đang phải gánh chịu bởi cơn bão và đang rất là chật vật để tái thiết, để làm lại, bắt đầu thậm chí là từ con số 0 chị ạ. Bởi vì ngẫm sống lâu và sống sâu hơn với cái thời gian này là vậy, thưa quý vị. Vâng, và đó cũng sẽ là nội dung của một cuốn sách mà chúng tôi chuẩn bị gửi đến quý vị. Thưa quý vị, sống sâu đó là một khái niệm tương đối mới tại Việt Nam nhưng đang trở thành xu hướng lựa chọn sống của rất nhiều người, nhất là những người trẻ, những người cần được vỗ về trước những tổn thương mà xã hội hoặc bằng một cách nào khác, khách quan hoặc là chủ quan đã mang đến cho họ. Vậy thì sống như thế nào để sống sâu? Đây sẽ là chủ đề của buổi tọa đàm và mang sách được Thái Hà Books tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh mới đây. Thì mình rất là quan tâm việc sống sâu. Mình có quan tâm sống sâu, mình cũng có quan tâm về vấn đề sống sâu. Thì giới trẻ, đặc biệt là ở cái lứa tuổi của mình đó, ở ngoài kia thì mọi người đang xô bồ và chạy đua với cuộc sống rất là nhiều. Có những lúc khoảnh khắc mình sống sâu vậy để cho mình cân bằng lại những cái mệt mỏi, những cái áp lực trong cuộc sống. Giới trẻ bây giờ hầu như các bạn có vấn đề về mental health, là vấn đề về tinh thần rất là nhiều. Nếu mà các bạn biết được cái cách sống sâu, sống chậm lại và quay vào bên trong thì nó sẽ hỗ trợ cái vấn đề tinh thần cho các bạn rất là nhiều. Những mất mát từ thiên tai, dịch bệnh, những vết cắt từ gia đình, tình yêu và các mối quan hệ dần khiến nhiều người lựa chọn sống chậm lại, tìm về bên trong mỗi người để làm lành cho chính mình. Cũng là lúc họ chọn sống sâu. Trở lại với chính mình và biết rõ chính mình, biết rõ mình đang sống. Thì khi đó mình sẽ làm gì, nghĩ gì, nói gì,
cũng đều có cái chất liệu của bình an và hạnh phúc. Mình sẽ chậm lại mọi thứ trong cuộc sống. Ví dụ như ngày xưa thì mình nghĩ là mình phải làm liền, làm ngay lập tức. Nhưng khi sống sâu rồi thì mình sẽ suy nghĩ cái điều đó nhiều hơn. Mình nghĩ là cái này nó có phù hợp với bản thân mình hoặc là cái người bạn đối diện của mình hay không? Hoặc là sự vật hiện tượng này đến thì nó có ảnh hưởng đến người khác hay không? Đến một lúc nào đó thì chúng ta có thể chỉ cần nhìn thấy cảnh bình minh nè, hay là cảnh hoàng hôn nè, hay là mình nhìn một bông hoa ven đường là mình cũng cảm nhận được một cách rất là sâu sắc là cái hạnh phúc sâu thẳm ở bên trong cái tâm hồn của mình. Thì cái đó nó cũng là một kiểu sống sâu. Đọc sách cũng là một cái cách để sống sâu, giúp cho bạn suy nghĩ sáng suốt hơn. Và đôi khi là bạn cũng tìm thấy được cái sự bình an trong sách. Cuốn sách của tôi có 27 thông điệp. Tôi muốn hướng các bạn đến một cái lối sống thiện lành, quan trọng hơn đến đời sống tâm thức của mình, cảm nhận cuộc sống sâu sắc hơn. Thì biết đâu đó có một số người sẽ giật mình và mình tỉnh giác và mình nhận ra rằng phải thay đổi lối sống. Và mình khẳng định là nếu thay đổi lối sống, chuyển sang lối sống sâu này, sớm ngày nào thì chúng ta có lợi đầu tiên.